lớn đáp cho bên ai ơi dưới anh em mai là 10 tờ 500 đây con 25 số đầu tiên 25 xin chào người đẹp thứ kỳ lên chơi em lên chơi số chơi lên chơi không đầu tiên 25 thắng cho em lên đây chơi xin mời cặp nữ logo thư kỳ đứng về sân khấu ạ. Gì đây số gì đây rồi vào số rồi con nha 25 là số đầu tiên vào số tiếp vào hàng hai hai gì đây tình lắm tiếp ta nói ra trong giáp 28 người đẹp chuyển giới thư kỳ thì những gái này cũng 28 giờ bài gì ta của bài gì tắt giờ hàng ba ba gì đây cái là ba gì đã đi về chủ ba về qua em không ra lâu cái này trưởng chui anh con à con à rồi em vào trang trang nha. Ôi trời, bắn nó đèn vô mắt chứ không gì. Dạ rồi, vòng loại 480 đúng vòng loại 47 giờ điểm. 47 giờ điểm và có 1 13 13 có 2 23 23 và có 3 37 Rồi, 37 rồi, em mời anh trai mình qua bên những chiếc robot trong kia nha. Có bộ phận quản lý để tặng phẩm cho anh nha. Rồi, cảm ơn anh chị thân mến, vòng loại vừa rồi đã không còn giá trị. Anh chị thương tình ủng hộ tiếp vòng loại tiếp theo vẫn có như cũ là 2.000 đồng. Chúng ta sẽ nhận qua một phiếu mua hàng trị giá là 500.000 đồng anh chị ha. Rồi, và ngay đây không kể sân khấu lắng động, chúng ta hãy cùng hướng mắt vào sân khấu với cô chào đón cô trình diện của các đại đẹp chuyển giới đến từ đất nước Thái Lan cũng như là vũ điệu robot đến từ hai chú robot xinh đẹp chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt ạ. Đi ơi, lùi xuống giùm em cái. Lùi xuống giùm em. Đi ơi giùm em. Đi.
chuyển giới đến từ đất nước Thái Lan cũng như hai chú robot rất là đáng yêu của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, rồi ngày hôm nay nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long cũng đã có mặt tại sân khấu để phục vụ cho bà con trong tối ngày hôm nay rồi. Thì anh chị nào đi sâu đến muộn thì chúng ta cứ tiến thẳng vào bên trong, ổn định vị trí để chúng ta cùng xem qua những tiết mục đặc sắc. Và trước khi chúng ta đến với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long thì chúng ta sẽ đến với vòng loại tiếp theo. Và ngay đây vòng loại này, Nhã Quỳnh, Giang Thanh xin chúc anh chị gặp được nhiều may mắn. Music. Rồi, mở tưởng rồi bà con. Vé nè, nhân viên là còn vé, chạy lên đây nè.